Chấn đáp Pháp Môn Quán Âm. Chấn: Có con đường tắt nào để khai ngộ không? Mỗi ngày bận rộn, có lúc tự hỏi mình sao mà bận như vậy. Sư phụ: Khai ngộ rất mau, chớp nhoáng là có thể khai ngộ ngay, không cần phải thay đổi bất cứ hoàn cảnh sống nào của chúng ta. Ngộ vốn đã có rồi. Ví dụ như nói trong củi có lửa, chỉ cần chúng ta dùng một que diêm quẹt hoặc dùng hai thanh gỗ chà xát thì lửa sẽ phát ra. Không cần phải đem gỗ biến thành vàng hoặc biến thành một thứ gì. Gỗ là gỗ, tự nó bên trong có lửa. Chỉ cần một que diêm nhỏ thì có thể mồi lửa lên. Nhưng cũng cần phải biết làm thế nào để mồi lửa, hiểu không? Có người chà xát rất lâu lửa vẫn không ra, nhưng có người vừa mới chà vào thì lập tức liền có lửa. Bởi vì họ biết cách làm. Đối với người biết cách làm thì bất cứ việc gì cũng rất đơn giản, phải không? Ví dụ như chúng ta nhìn thấy thư ký đánh máy rất là đơn giản, rất là mau lẹ. Nhắm mắt lại họ cũng có thể đánh được. Bởi là vì họ đã được huấn luyện, biết được vị trí của bàn đánh máy, biết được phương thức để đánh. Chúng ta muốn khai ngộ cũng rất đơn giản, không cần phải sửa đổi thứ gì. Đương nhiên chúng ta cũng bận rộn. Nếu không bận rộn thì thật là dễ dàng. Không kể là tu hành. Sư phụ cũng rất bận rộn, nhưng mỗi ngày sư phụ cũng phải tu hành. Sư phụ còn bận rộn hơn quý vị. Bận rộn bên trong, bận rộn bên ngoài. Bận rộn về chuyện vô hình, bận rộn về chuyện hữu hình. Quý vị đều bận về những chuyện hữu hình, còn sư phụ phải bận rộn rất nhiều về những công việc vô hình. Ví dụ sư phụ ở đây giảng kinh, có một người nhìn thấy sư phụ đến cứu họ, giảng kinh cho họ nghe. Cùng một khoảng thời gian ở một nơi khác, lại có những chuyện khác phải làm. Sư phụ bận rộn rất nhiều nơi, vào cùng một lúc. Cho nên không thể nói rảnh rỗi mới có thể tu hành. Càng bận rộn, tu hành càng giỏi. Tại sao? Quý vị nhìn coi một người càng bận rộn, họ càng tìm thấy thời giờ để tu hành. Có người càng có nhiều thời giờ, họ càng không làm được chuyện gì. Ví dụ mỗi ngày quý vị làm việc rất bận rộn, quý vị sẽ nói, đợi đến lúc nghỉ lễ tôi sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia. Nhưng đến lúc nghỉ lễ mỗi ngày đều ngủ, có phải vậy không? Sư phụ có cái kinh nghiệm này. Vốn chuẩn bị làm nhiều công việc nhưng kết quả là lúc nghỉ thì không làm được. Thật là kỳ lạ. Lúc thời giờ rất nhiều lại không làm được, còn lúc bận rộn lại làm được rất nhiều việc. Chúng ta muốn khai ngộ rất đơn giản. Đi tìm một người có chìa khóa, họ sẽ mở cửa cho chúng ta rất mau. Đấy là đốn ngộ. Ví dụ cánh cửa này, nếu như quý vị không có chìa khóa, bất luận quý vị kéo như thế nào, đập như thế nào, nó cũng không mở. Nhưng chỉ cần một cái chìa khóa nhỏ là hú la một tiếng, cánh cửa mở liền. Nguyên do là có chìa khóa nên mới đơn giản như vậy. Nếu như không có chìa khóa, cánh cửa rất khó mở. Quý vị có từng thấy cánh cửa sắt rất dày, rất kiên cố? Tuy rất kiên cố, nhưng chỉ cần tra vào một cái chìa khóa nhỏ nhắn, vặn một cái là mở ra. Nếu không, cho dù quý vị dùng búa tạ đánh, rất có thể đánh đến đau tay, cửa cũng không mở, hiểu không? Biết phương pháp thì rất mau, khai ngộ thì cũng như vậy. Quý vị có muốn mở không? Ai muốn mở, sư phụ có thể giúp đỡ. Sư phụ có chìa khóa, mở cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Chấn. Trong kinh A Di Đà có nói, quốc thổ Tây phương có những vật hữu hình như ao thất bảo, hồ bát công đức, có lầu cát, có chim muông, vân vân. Điều này có phù hợp với bốn cái hiện tượng thành trụ hoại không không? Sư phụ, chuyện này quý vị đọc kinh sẽ rõ. Kinh A Di Đà có giảng, cái thế giới đó là vô lượng thọ, có nghĩa là vĩnh viễn không bị hư hoại, vô lượng vô biên, không bị hư hoại. Không có thời gian, hiểu không? A Di Đà là tượng trưng cho cảnh giới vô lượng thọ. Cảnh giới này vĩnh viễn không sinh không tử, không bị thành trụ hoại không. Bất cứ vật gì sanh ra đều không diệt, chỉ thay đổi mà thôi. Cho nên con người có thể biến thành động vật hoán chuyển thành đá,
đá biến thành người. Xin hỏi thêm sư phụ, các lầu cát chi muôn có bị hoán chuyển không? Không, những đồ vật ấy vẫn còn tồn tại bởi vì có những người khác cần. Thí dụ nói có người vừa mới lên đến thế giới cực lạc, chưa có nhìn thấy Phật A-di-đà, không thể nói là Phật A-di-đà đã diệt, không còn tồn tại, mà do Ngài ẩn hình, hiểu ý của sư phụ không? Lúc Ngài muốn chúng sinh thấy, Ngài hóa thân ra, biến thành một hình dáng nào đó, để cho mọi người có thể thấy được. Nếu không, Ngài như hư không, vô sở bất tại. Ngài muốn biến thành thứ gì, thì biến thành thứ ấy. Ngài muốn xuất hiện ở đâu, thì xuất hiện. Ngài muốn biến nhỏ, thì nhỏ. Muốn hóa lớn, thì lớn, hiểu không? Ngài vô hình vô tướng, nhưng Ngài cũng có hình có tướng. Vì chúng sinh, Ngài mới hiển hình, hiển tướng. Nếu không, Ngài là vô hình, vô tướng. Có hồ bát công đức, có chim ca hát, có núi, có nước. Làm gì vẫn có người cần những thứ hình tướng đó? Không phải bất cứ chúng sinh nào đi đến nơi của Phật A-di-đà đều trở thành Phật, trở thành vô hình tướng. Không cần uống nước, không cần ăn cơm, không cần tắm rửa, hiểu không? Cho nên có núi, có nước là vì có những chúng sinh với đẳng cấp thấp, bởi vì có hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Có những người hạ phẩm hạ sanh vẫn còn muốn ăn cơm, cho nên chúng ta đọc kinh A-di-đà có nói, những chúng sinh ở đất nước của Ngài có khi đi cúng dường thập phương tam thế Phật, lúc trở về nhà vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Điều này nói rằng họ ở nơi đó vẫn ăn cơm, nhưng cơm của họ không giống như cơm của chúng ta. Cơm của họ cao đẳng hơn. Có những thứ hình tướng như là lầu cát và chim muông đều là vì muốn thu hút chúng sinh, không phải Phật A-di-đà cần có. Ngài không cần những thứ đó, hiểu không? Vấn: thế giới Tây Phương Cực Lạc có bốn loại thổ quốc. Phàm thánh đồng cư thổ, phương tiện hữu dư thổ, thực báo trang nghiêm thổ và thường thức quan tịnh thổ. Xin hỏi làm sao phân biệt? Sư phụ, ý này muốn nói rằng chúng ta tu hành có rất nhiều đẳng cấp, ví dụ A-la-hán quả, Bồ-Tát quả. Quý vị cần phải hỏi mình muốn đi đâu. Biến thành Phật A-di-đà thì hay hơn, không phải chỉ biết đi đến đó mà thôi. Pháp môn của sư phụ là giúp quý vị thành Phật A-di-đà, không phải đi đến đó. Hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh đều chậm quá, sư phụ không đủ kiên nhẫn. Sư phụ muốn mau mau tu hành thành Phật. Ai muốn thành Phật thì tu pháp môn Quán Âm. Không muốn thành Phật có thể niệm A-di-đà Phật từ từ tu. Ở cùng với Ngài, làm công dân của Ngài, lao dày cho Ngài. Pháp môn của sư phụ là để chúng sinh bình đẳng với Phật, dạy người ta trở nên như Phật lập tức nhận thức được Phật tánh của mình. Chỉ cần một khoảng thời gian thì có thể thành Phật, không phải lại Phật. Tuy nhiên muốn lại Phật cũng được. Muốn thành Phật cũng được, không phải lại Phật là không tốt, nhưng những người muốn thành Phật, sư phụ sẽ giúp đỡ họ. Vấn: khai ngộ là gì? Sư phụ, khai ngộ rất đơn giản, nghĩa là từ một thế giới này đi đến một thế giới khác, ngộ đến cảnh giới khác, nhìn thấy ánh sáng của Phật, ví dụ như nhìn thấy bản tánh của chính mình, phẩm chất cao quý của chính mình, đó là khai ngộ. Trên thân thể chúng ta có nhiều bộ phận với những công năng không giống nhau. Miệng dùng để uống nước, mũi dùng để thở, mắt dùng để nhìn, tai dùng để nghe, có nơi dùng để bài uế, có nơi dùng để khai ngộ. Mỗi một nơi đều có công việc của nó. Khi chúng ta tìm ra thì lập tức sẽ khai mở. Nhưng nếu chúng ta muốn khai ngộ thì cần phải có một bầu không khí trang nghiêm, tìm một nơi thanh tịnh, không ai làm ồn. Muốn khai ngộ cần phải đưa linh hồn của chúng ta ra, sau đó lại đưa nó vào. Việc này tương đối phức tạp, cho nên chúng ta cần phải định một thời điểm, tìm một nơi thanh tịnh, không có ai quấy rầy chúng ta. Toàn là những người muốn khai ngộ ở với nhau như vậy mới tốt hơn. Bởi vì có người không muốn khai ngộ, chúng ta không thể bắt buộc họ ngồi chung với chúng ta. Chúng ta muốn khai ngộ, còn họ không muốn, như vậy sẽ sinh ồn ào, hiểu chưa? Tuy khai ngộ rất đơn giản, rất mau,
nhưng sau khi khai ngộ cần phải dưỡng ngộ. Cũng giống như chúng ta sau khi sanh em bé, cần phải nuôi nấng nó, không để cho nó chết đói. Ví dụ như muốn tìm một vị thầy dạy tiếng Anh giỏi, tương đối khó. Cho dù chúng ta tìm ra được một vị thầy nổi danh, nhưng sau khi ghi tên họ có rảnh để dạy chúng ta hay không lại là vấn đề khác. Nhưng sau khi học với họ thì rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta làm bài vở, luyện tập Anh văn, rồi chúng ta sẽ biết đọc, biết viết. Cho nên thầy giáo và học sinh, cả hai đều rất quan trọng. Không phải có thầy dạy Anh văn là đủ, học sinh cũng cần phải hợp tác với thầy. Cũng giống như vậy, muốn khai ngộ, sư phụ nhất định sẽ giúp đỡ. Vấn đề là quý vị có nghiêm chỉnh hay không? Có phải thật sự muốn tu hành? Sau khi thọ tâm ấn cần phải làm việc. Ngồi thiền, quán âm, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cần phải ăn chay trường, trứng cũng không thể ăn, rượu cũng không được uống. Thân khẩu ý phải thanh tịnh mới trở thành chúng sanh cao nhã. Đạt được đẳng cấp của Phật, Đại Minh Sư, hiểu ý của sư phụ không? Quý vị chẳng qua là hy sinh một chút thời gian và khẩu vị mà thôi. Ngoài ra không còn điều kiện nào khác. Sư phụ không cần tiền, cũng không cần quý vị theo sư phụ. Không cần quý vị cạo đầu hoặc cất chùa cho sư phụ ở. Sư phụ không cần bất cứ thứ gì. Sau khi quý vị khai ngộ, mỗi ngày vẫn làm việc, không nhất định cần phải đọc sách. Muốn đọc thì đọc, không đọc cũng không quan hệ gì. Những người cố gắng tu hành, lúc ngồi thiền sẽ thấy sư phụ, không cần phải đi Đài Bắc. Lúc này bởi vì quý vị chưa khai ngộ, cho nên sư phụ đi qua đi lại để gặp quý vị. Sau khi khai ngộ, rất có thể ở nhà cũng thấy được. Nghĩ đến sư phụ liền đến. Sư phụ là không đi không đến, cho nên đừng có lo là không gặp được sư phụ. Sư phụ là vô sở bất tại. Vấn: bản tánh của người vốn rất thông minh, mọi người đều có Phật tánh, đều là Phật. Thưa sư phụ, phiền não làm thế nào nhiễm đến lúc ban đầu? Sư phụ, chúng ta vốn là Phật, đều có Phật tánh, tại sao chúng ta vẫn còn có phiền não? Vừa rồi mới nói phiền não là bồ đề, có phiền não chúng ta mới chịu học hành, mới biết được chúng ta là Phật. Nếu không có phiền não, chúng ta sẽ không biết phiền não là gì. Cho nên mọi người không tu hành, không muốn khai ngộ, cũng không muốn nghĩ đến câu hỏi. Nhưng vì nghe nói mình vốn là Phật, tại sao lại có phiền não? Lúc đó muốn đi tìm coi Phật ở nơi nào? Ta có phải là Phật không? Phật của ta ở đâu, lớn nhỏ thế nào? Đi tìm khắp mọi nơi, hỏi thử. Như vậy mới có thể kiếm được, hiểu không? Sư phụ giảng rõ hơn một chút. Là vào thuở ban sơ không có chúng sinh, lúc đó chỉ có một màn ánh sáng. Phật tánh lúc đó chưa có phân ly. Phật tánh của tôi, Phật tánh của họ, Phật tánh của động vật, thảo mộc đều hòa hợp với nhau. Từ lúc ánh sáng Phật tánh này bắt đầu chấn động, bởi vì nó buồn quá, lúc đó nó mới phát sanh ra nhiều việc. Muốn biến ra nhiều hình dáng, nhiều màu sắc, như vậy thì sẽ vui hơn. Từ lúc ý muốn bắt đầu hình thành, sau đó thì vũ trụ được thành lập như ngày hôm nay. Phật tánh phân khai này, lâu ngày nhớ lại quê hương của nó trở về, muốn được hòa hợp trở lại. Trở thành ánh sáng giống như trước vậy, cho nên nó mới bắt đầu tu hành. Qua một thời gian dài, nó lại bắt đầu thấy buồn và muốn chấn động trở lại. Lại muốn tạo vạn vật, vũ trụ, cho nên sư phụ thường nói với quý vị rằng, thế giới vốn vô sự. Nhưng chúng ta không tu hành cũng không được, bởi vì ý niệm của chúng ta rất mạnh, nó sẽ ép buộc chúng ta. Chúng ta không thể không trở về. Sau khi quý vị khai ngộ sẽ từ từ biết. Bây giờ sư phụ giảng như vậy, quý vị cũng không hiểu, cũng không tiếp nhận. Vẫn muốn nhất định thành Phật, có phải vậy không? Bởi vì quý vị muốn thành Phật, cho nên sư phụ cần phải dạy quý vị làm thế nào. Nếu như không muốn thì cũng không sao, bởi vì chúng ta có một thứ kỳ vọng, muốn trở về quê hương của linh hồn, cho nên mới trở thành như vậy, mới muốn thành Phật. Nếu như không muốn thành Phật cũng không sao, thế nào cũng tốt, thế giới rất an ổn, không có chuyện gì, mọi thứ đều là trò vui. Thật vậy,
quý vị đừng có cười. Ví dụ những người bình thường tại gia đều có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái, có hỷ, nộ, ái, dục, lạc. Mỗi ngày đều có những thứ này, cũng giống như nơi hí trường vậy. Thế mà tại sao còn đi hí viện coi phim ảnh? Câu chuyện trong phim ảnh đều như vậy, cũng hỷ, nộ, ái, dục, lạc. Những chuyện tình lãng mạn, những câu chuyện chiến tranh bi đát, vân vân. Những thứ này chúng ta đều đã biết rồi. Thế giới này cũng giống như một đại sân khấu, đại hí viện. Bởi vì có hỷ, nộ, ái, dục, lạc mới vui. Cũng giống như quý vị khi ăn cơm cần phải thêm nhiều gia vị như ớt, tương, dầu thì mới ăn được, mới ăn ngon. Trẻ em vốn chịu không được một chút ớt, nhưng càng lớn lại càng thích, mà càng cay lại càng ngon. Như vậy có phải là phiền não do chúng ta tự tạo ra không? Cũng giống như vậy, Phật tánh của chúng ta vốn là ánh sáng rất thanh tịnh, rất hòa bình, rất từ bi, rất sung sướng. Bởi vì không có sự so sánh, cho nên cũng giống như không có khoái lạc vậy. Hiểu ý của sư phụ không? Cho nên cần phải chấn động, biến thành hỷ, nộ, ái, dục, lạc, tham, sân, si. Sau đó chúng ta mới biết quý trọng sự sung sướng ấy. Ví dụ như vợ chồng hòa thuận lắm cũng thấy chán. Sư phụ nói điều này thì quý vị tức khắc khai ngộ. Quý vị đều biết đến trường hợp này. Cho nên cũng không cần phải đặc biệt dùng giáo lý của Phật nói. Phật Pháp vốn bất ly thế gian Pháp. Có lúc vợ chồng cãi nhau, sau khi cãi nhau lại hòa thuận hơn lúc trước. Có phải vậy không? Mọi người đáp phải. Phật tánh cũng y như vậy. Nghe hiểu không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 29 tháng Giêng năm 1988 tại Bình Đông, Formosa.